Ninh Dương Lan Ngọc chối sinh con đại nộ ảnh diện váy cưới rộng che vòng 2. Quyết định tạm gác công việc để đi du học, Lan Ngọc bất ngờ vướng phải tin đồn sinh em bé. Vừa mới phủ nhận thông tin thất thiệt, Ngọc nữ màn ảnh lại khiến dân tình xôn xao khi diện váy cô dâu sánh đôi bên một người. Sau chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, sự nghiệp của Lan Ngọc có những bước chuyển mới. Thế nhưng giữa lúc đang phát triển, Ngọc nữ điện ảnh gây hoang mang, thông báo hạn chế hoạt động để sang nước ngoài du học trao dồi kiến thức và kỹ năng diễn xuất. Tuy vậy, nữ diễn viên 9X gặp tình huống giờ khóc giờ cười khi xuất hiện tin đồn cô bí mật qua Úc sinh con và lấy cớ du học. Lan Ngọc đã lên tiếng phủ nhận thông tin. Mới đây, Thúy Ngân đã đăng tải khung ảnh mới bên Lan Ngọc và thu hút nhiều sự quan tâm. Trong bức ảnh này, cả hai cùng diện váy cưới màu trắng, kèm vân cài tóc. Trong khi Thúy Ngân ghi điểm với màu sắc tươi tắn và xinh đẹp, thì Lan Ngọc khiến cộng đồng mạng trầm trồ với diện mạo rạng rỡ xinh xắn ngọc nữ. Sau khi đăng tải khung ảnh gấp đôi visual của cặp chị em thân thiết nhanh chóng gây sốt mạng xã hội. Được biết, hình ảnh Lan Ngọc Thúy Cân mặc cái cưới trong một game show truyền hình. Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả để lại bình luận bày tỏ bất ngờ trước hình ảnh xinh đẹp của hai nữ diễn viên khi mặc váy cưới và mong muốn điều này sớm thành sự thật. Được biết, Thúy Ngân và Lan Ngọc sở hữu một quan hệ thân thiết. Cặp chị em thường xuyên xuất hiện cùng nhau ở game show, sự kiện. Không chỉ hợp tác trong công việc, cả hai mỹ nhân còn có tình bạn gắn bó ngoài đời thực. Trước đó từng có thời điểm cả hai vướng ồn ào khi cùng được ghép đôi với ST Sơn Thạch. Tuy nhiên, Thúy Ngân đã nhanh chóng lên tiếng giải thích cô và Lan Ngọc không hề có xích mích. Trong khi đó, ST Sơn Thạch chỉ là một người anh thân thiết trong nhóm bạn mà thôi. Khi bất đắc dĩ vướng tin đồn mang thai, Lan Ngọc cho biết cô không ngờ chuyện du học nhiều sóng gió đến vậy. Tôi không nghĩ việc mình đi học lại được nhiều người quan tâm. Có nhiều câu chuyện xoay quanh khiến tôi không biết cuối cùng mình có đi học thật hay không, nữ diễn viên chia sẻ.